Ba lần rồi thấy khỏe dữ lắm luôn rồi. Cô bị sao? Ưu tuyến giáp. Ưu tuyến giáp. Là uống được 3 lần. Dạ. Là bây giờ nó khỏe dữ lắm. Khỏe dữ lắm là nó bớt được khoảng bao nhiêu phần trăm rồi? Cỡ đầu 60%. 60%. Dạ, hồi trước kia nó sao? Nó bị cái như là nó bị ưu tuyến giáp rồi, như là ăn ngủ không được, rồi bắt đầu mới đi khám. Rồi hổm về uống được 3 liệu rồi đó. Dạ. Cô ở đâu cô? Ở Vĩnh Chinh mình. Ở ngoài này nè ha. Dạ, uống được 3 liệu trình. Một liệu trình uống được nửa tháng. Mà đợt này uống được đâu 10 bữa. Nó bị sao mà nó hư? Tại vì hết thuốc đó, liệu bữa nó. Dạ dạ. Như vậy là trong giai đoạn mình uống thuốc của Bạc Hà này còn uống cái gì khác nữa không? Không, uống Bạc Hà là uống không nè. Còn lúc trước uống thuốc Tây. Dạ. Rồi ngoài cái bệnh ưu tuyến giáp ra nó còn cái gì khác nữa không cô? Trong cơ thể mình á còn như là như là ăn ngủ không được, rồi nó muốn suy nhược á. Dạ. Rồi giờ ăn uống cũng được. Dạ, cơ thể bây giờ nó cải thiện tốt. Dạ. Ăn uống ngon, ngủ ngon. Dạ, rồi ngủ cái dữ lắm, uống thuốc mãi ngủ. Gì hả? Khỏi sợ mất ngủ không? Dạ. ngủ ly bì. Vậy đó. Dạ. Rồi nó có hành gì của mình không? Hành thì nó không hành. Dạ. Nó không hành. Dạ dạ. Tức là nó hành là hồi đó là nó ngủ không được, ăn không được, rồi dạ, nó khó dạ, thở gì không? Thì nó ốm, rồi giờ thì cũng bình thường lại. Vậy đó ha. Dạ giáo ơi. Dạ dạ. Rồi cảm ơn cô ha, chúc cô mau khỏe mạnh. Chú học như mình xin 2 liệu được không? Dạ xin chào anh chị ha. Dạ. Rồi anh chị tới từ đâu? Từ xã Trường Long, huyện Phong Điền. Phong Điền, Trường Long. Dạ. Rồi anh chị dùng bệnh mình sao mà mình đi đến đây để thỉnh thuốc? Tôi trong mình thì bị xấu quá, có viêm mũi, bệnh trễ. Dạ. Ồ, nhiều dữ à. Các giờ thấy khác nữa, mình nói chơi vô đi. Dạ. Rồi cái bao tử thì nó thấy như một sợ. Dạ. Trước mắt thì mình mới uống mà. Dạ. Còn cái bệnh chỉ thì trước mắt thì thấy nó giảm cũng khá nhiều. Khoảng bao nhiêu phần trăm rồi anh? Bây giờ nó cứng thì nó lớn mà nó cứng, bây giờ nó mềm, nó đang mềm mà nó không đau đó. À. Đỡ lắm rồi. Dạ, bị chỉ là mình phải kiêng cử nhiều cà măng mắm gom, những loại cá nào mà nó độc đó mình không được ăn. Dạ. Từ em cho hỏi gì nhưng giờ mình hỏi được. Dạ dạ. Ví dụ mình không có bị ung thư, ví dụ vậy đây rồi mình cũng vẫn cử mấy món đó hay là mình... không? Bây giờ nếu mà anh bị chỉ đau nhức khớp thì những cái loại cá nào mà ăn vô nó bị phong. Dạ. Anh nên kiêng cử. Còn như tai tượng bình thường không có, anh bị chỉ thì không sao. Khớp cũng sao. Dạ dạ. Nhưng khớp thì mình nhức này kia thì nhớ dạ, cử là cà măng núm gom. Dạ tôi cử dữ lắm rồi, nhỏ chú vô nó đọc cái đó nó không đọc không hiểu. Cử khá chở luôn luôn. Mấy người đó là bị ung thư nặng. Dạ. Rồi mỗi một cái vậy là nó bớt khoảng bao nhiêu phần trăm? Thấy trước mắt mình bớt khoảng 3-4% rồi đó, bị mới đi hai lần uống à. Dạ. Mới hai lần uống. Hai lần uống rồi ha. Dạ. Là bao tử. Bao tử rồi khớp. Khớp. Chỉ. Diêm son. Dạ. Này có nói diêm son không? Có. Diêm son luôn. Là cái cử rồi nè là tôi đang gắt cái lỗ mũi dữ lắm, gắt rồi không gớ tới cái gì, cứ uống ngày tới đó là nó dạ. Mà uống vô là mỗi cái là nó đều bớt khoảng 30%. Dạ dạ. Rồi người ta đồn, người ta nói uống nó
bị độc tố rồi này kia, anh có sợ không? Theo người ta đồn kệ người ta, tôi không tin chuyện đó. Tại vì ở chỗ này đưa ra để cứu người và từ thiện giúp người. Dạ. Tôi không nghĩ chuyện gì khác nữa hết. Dạ. Rồi, dạ. Chứ mình uống ở đây cũng phải 3 tháng rồi nè. Tôi uống 3 tháng rồi cũng chưa thấy có chuyện gì xảy ra thấy khỏe. Có chứ, rồi tôi bị gián đoạn lên. Có cô đó cũng nói gián đoạn nữa là cổ hút cấp rồi. Bị mình không có biết công chuyện quá trời ghê, không đi được gián dạ. đoạn. Dạ. Rồi chuyến này còn 2 ngày uống nữa là đi dạ. Ở dưới còn ai uống không anh? Cháu gửi giấy. Còn nhớ cháu chứ qua cái kinh khác cũng như kinh điện quan kia cũng nhiều. Mà những người kia uống thấy có kết quả tốt không? Tốt. Thì nó khó thì đặt cũng bớt nhiều. Tôi bị gián đoạn cái mà ông kia rồi uống nhiều hơn nữa. Ông êm lắm rồi. Ông đỡ nhiều ha. Ông bị sao không đó đó? Bị chỉ. Trước mắt ông chỉ ra ông còn giữ ông đã rồi. À. Tức là ông bị chỉ mà đỡ nhiều ha. Dạ, còn với cái chuyến đầu tiên đi lên đây cũng mấy chục người đâu, nhiêu bây giờ nó đi gãi ra rồi mình không có biết. Đi sang dạ. Kẻ không chứ. Dạ. Chỗ đó đợt đó đi lên đây cũng cả 20 à. Dĩ vậy. Dạ. Nó vòng trên này qua bên kia đi vậy đó. À, đợt đó thì đi một đó đi một đợt. Một lượt ha. Không biết dẫn đi đó. Dạ dạ. Bây giờ đi sang kẻ hết rồi. Rồi chị có bệnh gì không? Bị khớp thôi quá rồi chị sao có bớt được khoảng bao nhiêu phần trăm gì không? Thấy cũng bớt. Dạ. Bệnh này giờ nó nhiều tôi bị lâu năm rồi đó. Thì bà là bao nhiêu lâu mà bị khớp là bao nhiêu lâu rồi? 6-7 năm rồi đó. Sao thôi quá rồi cổ này cuộc sống. Dạ. Thôi quá rồi cuộc sống nữa. Dạ. Khớp gối luôn. Có nghe về tôi có đồng tính gì vậy, tôi đang uống thuốc này tôi có lòng tin lắm là tôi không có cho cái thuốc nào mà xâm nhập cho mình, tôi uống hoài ngay đây đó. Dạ, cho nên mình mới biết được cái nào mà nó có kết quả, chứ giờ mình giống như mình đi hai thằng lượt rồi biết nào hay. Dạ. Rồi hồi trước mình chưa có uống thuốc này đó, có uống thuốc nào khác không? Lúc mình chưa uống bắt đà này đa số hay đi thuốc tây. Rồi nó thấy có phiên giảm gì không? Giảm thì nó lại chỉ qua lo thời gian thôi chứ nó đâu có giết điểm mình. Tức là nó cũng bớt cái qua nghĩ rồi. Ngưng thuốc thì nó bị giảm. Cũng như tôi bị thối quá là mình thường thường nông dân hay dùng cái từ mà cụm sống đó. Nó là rồi giờ tôi vô tôi mận đất rồi tôi nói nhiều người tự buông ra là tôi đi không nổi luôn, là lý do tôi mận quá trời mà buông ra đi không nổi. Dạ. Yeah. Nó không còn bị dụng mà cụm sống. À, tức là uống vô là hồi lần là nó cập, tức là nó rồi chưa thì mình phải mần nặng, có khi mần nặng 2-3 ngày sau phải hả. Bây giờ tôi mần là tôi buông ra tôi đi bình thường, nó chỉ mệt cái sức khỏe mình trong mình lúc mình làm nếu mà buông ra đi không nổi luôn á. À, nhưng mà qua rồi mình không gì vậy, không khỏe gì lắm cả. Còn bồ lão quá ha. Tức là trong giai đoạn hồi trước á, lúc mà chưa có uống bạc hà này thì mình làm một vài ba ngày sau là đi hết nổi luôn. Bị hai cái này nữa nè. Các cái khớp hả? Ừ, cái này uống tới giờ cái mạnh cái đảo. Cái này cũng vậy, trước đây có bị đi. Ví dụ rồi khi thuốc tây khi mẹ nọ rồi nói cho chính là đúng. Là khi tôi uống này vô cái nó dịu, nó êm. Chừng 5-6 ngày bắt đầu nó làm lên chừng gấp 10 á. Nó cứ ngát mà nó kỳ cục lắm. Dạ. Chắc là thường thường người ta uống á, cái giai đoạn mà nó giặt á, giống như thuốc nó chạy á. Người ta sợ, người ta nói như vậy là uống vô nó. Ngồi đi. Nghe vậy tôi nghĩ là thuốc nó vô, trước khi cái loại thuốc nào vô nó cũng phải chở mình một cái để nó luôn dẫn nó chứ. Đúng rồi. Mà cái này là nó tầm số từ nó sốc á, sốc rồi cái nó mới được. Tay nó còn quá dài sốc lại. À. Nó vận hành cơ thể lại. Là anh bệnh là khoảng bao nhiêu năm rồi? Các cái bệnh anh khoảng cỡ bao nhiêu năm? Lắm đâu rồi. Bệnh chỉ này cũng khoảng 5-6 năm nay mới có thôi. Dạ. Còn cái thấu quá cuộc sống là dữ lắm đâu rồi. Dạ. Đó là giống như hồi xưa mình hồi còn con trai hoặc là hồi trẻ đó. Dạ. Mình làm nó chưa đến nỗi đau, nhưng mà những cái dôi chất độc
mà cái nó dâu nó đóng vô trong những cái mấy cái khớp đó, cho nên mình làm rồi bây giờ đó là nó hay có cái tình trạng, ví dụ mình cái xương sống mình thì không làm nặng được, ví dụ bữa nay giác lúa 50-60 kg cho cái bao mần bao nhiêu cũng được hết, nhưng mà qua chừng 2-3 ngày sau nghỉ là bị cọp đó, bây giờ hết rồi. Quá sức ha. Rồi cái tay cong ra cong vô bây giờ là nó bình thường chứ? Đỡ thôi, nó còn mấy gà nó còn sửa sửa hay cái này. Bằng đất mà. Đang bằng đất. Tại vì thì mình uống mà mình phải mà không thì mình mới hết còn mình uống làm thì nó uống thì làm thì nó. Cũng hay nữa, người ta nói uống thuốc mình phải nằm nghỉ, thì nó nghỉ thì cơm gạo đâu ạ? Dạ, cho nên mình vừa uống vừa làm mà nó chưa có kết quả cao. Kể chữ khó thì đi thời gian dài. Dạ. Thôi vậy thì anh có thể đọc lên số điện của anh không? Số điện anh. Dạ. Số điện anh đó. 032. 032. Đi vô luôn ha. Dạ. 955. 955. 8975. 8975. Rồi bây giờ là anh tên gì anh? Sáu nhỏ. Thì bây giờ nếu ai mà muốn thắc mắc là uống thuốc này nó không có kết quả thì có thể trực tiếp gọi ngay anh. Để anh nói tôi uống bản thân tôi đã có trải nghiệm để cho người ta có một cái niềm tin, chứ nhiều khi những cái người ta anh biết là bệnh mà uống hết tiền mà bệnh vẫn còn, thì sẵn dịp này thuốc miễn phí mà người ta không tin, không nghĩa là không phải người ta không tin nhưng mà người ta sửa soạn đến uống, cái nghe cái bà nào đó ông nào đó lên mạng nói uống nguy hiểm gì đó ha, thì người ta sẽ sực lại. Sau khi người ta sửng lại thì mình thấy tội nghiệp, rất là tội nghiệp. Mình nói lên một điều là mình sự thật để nói tôi uống bớt, là người ta có niềm tin, vậy là cái lỗi này có người uống bớt à, người ta có niềm tin đó, cũng như là mình có cái phước để cho họ có một niềm tin, gọi là vô ý thí đó, mình giúp cho người ta qua cái cơn lo sợ. Cái điều tốt mình uống cái loại thuốc nào loại đi, ví dụ bác sĩ hay là bên thầy thuốc thì có cái lòng tin thì nó mới có thành công. Dạ. Còn uống thì uống mà không có đức tin thì cũng như không. Dạ. Thôi vậy cảm ơn anh chị ha, cảm ơn Sáu ha. Dạ, chúc anh chị nó mau khỏe mạnh. Dạ, Di Đà Phật, chào anh chị.